Người dân ở miền Tây Canada và Tây Bắc nước Mỹ đang khốn khổ vì nắng nóng kỷ lục khi liên tục chứng kiến những mức nhiệt cao chưa từng thấy, khiến hàng trăm người tử vong. Riêng tại Canada, gần 500 người tử vong được cho là có liên quan tới thời tiết khắc nghiệt. Phần lớn trong số nạn nhân là người cao tuổi, mà nguyên nhân chủ yếu dẫn tới các ca đột tử là do sốc nhiệt. Mức nhiệt ở một số nơi ở nước này đã lên tới 49,5 độ C. Cái nóng như thiêu như đốt lên tới gần 50 độ C không chỉ phá kỷ lục ở Canada mà còn lan sang vùng Tây Bắc Thái Bình Dương của Mỹ, ảnh hưởng cuộc sống của hàng triệu người. Và nước này thì cũng đã ghi nhận có 63 ca tử vong. Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ cảnh báo nắng nóng còn kéo dài và kêu gọi người dân nên ở trong nhà có điều hòa nhiệt độ, uống nhiều nước, tránh các hoạt động ngoài trời khi không cần thiết.